đâu các bạn, có lẽ một số bạn đã quá ngán khi ăn bánh trung thu vì quá ngọt. Thì hôm nay, hãy cùng KTT làm thử bánh mochi trà bông trứng muối vô cùng đơn giản và hấp dẫn nha. Bánh này bạn có thể thay thế bánh trung thu, ngon hơn nhiều đó nha. Đầu tiên, với lớp vỏ ngoài bạn cần bột đa dụng 400g, đường cát trắng 80g, bạn nhớ lấy muỗng trộn cho đều nha. Dầu ăn 60g, nước 200ml, bơ 60g. Rồi nhào bột như thế này, đến khi hình thành một khối bột dẻo mịn là được ha. Các bạn ơi, nếu các bạn xem clip của mình mà thấy bổ ích, hãy cho mình một cái like và bấm vào nút follow để ủng hộ mình nha. Có thể việc này chỉ tốn một vài giây của bạn thôi, nhưng sẽ làm mình vui cả ngày đó nha. Bạn tiếp tục làm lớp vỏ dầu bên trong nha. Bột đa dụng 240g, dầu ăn 70g, bơ 70g, cũng nhào thành một khối bột dẻo mịn là đạt. Bạn bọc màng thực phẩm lại để hai loại bột nghỉ trong vòng 30 phút nha. Và đây là nguyên liệu cho nhân bên trong, cho tổng cộng 30 cái bánh nè. Trứng muối 15 cái, đào đỏ hấp và nghiền nhuyễn, có thêm đường, trà bông. Nhân mochi, đào đỏ bạn mua ở ngoài, họ đã hấp và nghiền nhuyễn, mua về làm rất là tiện lợi nha. Trứng muối thì bạn hòa vào một ít rượu trắng hoặc là rượu mai quế lộ trộn đều, rồi bạn cho vào oven nướng trong 5 phút với nhiệt độ là 180 độ C nha, cho trứng chín và thơm hơn. Tiếp theo là bạn làm nhân mochi nha. Bạn cho 140ml sữa tươi vào, bột nếp 65g, tinh bột bắp 10g, đường cát trắng 25g, bơ đã tan chảy 10g, khuấy đều và đun nhỏ lửa cho đến khi khối bột kết dính lại, mịn và dẻo là được nha. Sau khi bột đã nghỉ được 30 phút, với hai loại bột, bạn vo tròn bột ngoài với trọng lượng là 23g, bột trong là 13g nha. Bạn kết hợp lại với nhau và vo tròn như thế này nè. Sau đó, bạn cán cục bột theo cách của mình để bột tách được nhiều lớp nha. Và đến phần nhân thì sau khi bạn vo tròn đậu đỏ với trọng lượng một viên là 25g xong, bạn cho lòng đỏ trứng muối vào giữa và vo tròn lại. Đây là vị trí bạn đặt các lớp nhân và hai loại bột lại với nhau nè. Cứ thế bạn vo tròn lại cho đều đẹp là được ha. Với công thức này thì mình làm được 30 cái bánh bé bé xinh xinh như thế này nè. Bạn đặt lên khay nướng và phết lên đỉnh bánh lòng đỏ trứng gà để sau khi nướng bánh lên màu vàng đẹp nha. Sau đó bạn rắc một ít mè đen bên trên để tạo kiểu cho đẹp nè. Bạn cho vào lò nướng và nướng với nhiệt độ là 170 độ C trong vòng 45 phút nha. Ta-ra! Sau 45 phút bánh chín đều đẹp rồi nè, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Vỏ bánh mềm dẻo, tách nhiều lớp giống bánh bí sầu riêng, nhưng bên trong thì mặn ngọt trung hòa. Dùng chung với tách trà thì quá tuyệt vời luôn nha. Bạn hãy dành ít thời gian thử làm bánh này cho gia đình thân yêu của bạn được thưởng thức ha. Chúc bạn thành công. Nếu có thắc mắc gì thì đừng ngại, cứ comment bên dưới hỏi mình nha. Cảm ơn, bye bye. Oh my god, so good. Ngon. Một cái nhân cơ. Đúng không? Có màu chi nữa. Ngon. Ngon ha. Nào ăn cơm ăn này. Má ngon, mùi nhiễu.